Rồi anh để anh Trường xuống trước chị. Anh Trường xuống bên kia trước, mở cửa cho anh Trường xuống bên đó trước, xong anh Trường xuống đó vào này. Kéo cái này lên. Rồi xuống đó, đó vào nha. Đó từ từ để đó tay mới đó đầu cho khỏi đụng được rồi. Đó tay mới đó đầu cho khỏi đụng được rồi. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ đi về, đi vô phòng trước xong tí nữa ra chào khách. Đấy. Đấy cô dâu đi. Rồi. Rồi đi vô phòng đi. Chị ơi, chết rồi luôn rồi, con. Lấy luôn cái túi ở đằng sau xe xong quay đầu xe để con lại. Đây, cô dâu chú rể đi về nhà đấy. Ôi ôi, chào chú. Yeah. Ôi, thấy con dâu hôm nay sao? Nhận ra không chú? Yeah. Nhận ra không? Yeah. À, đây. Một lần mà cáo cô dâu thì phải mặc cho đàng hoàng đây, cho vô phòng đi đã. Cho vô phòng, ở trong phòng nghỉ ngơi, sau đó lấy quạt các thứ cho vợ. Thì hôm nay chính là cái ngày đám cưới của chị Trang các bạn. Hôm nay mình làm mấy mâm chú? Ba mâm chú. Chú cứ ngồi đi, chú cứ ngồi đi chú. Ba mâm bao nhiêu? Mỗi trà chú. Sao cô hôm nay sao, thấy con dâu mình sao, đẹp không? Mừng không? Mừng đúng không? Mừng. Ngủ không được. Qua ngủ không được luôn hả? Dạ. À, rồi ngồi đi, hai cứ ngồi đi. Dạ. Bà đang nấu hôm nay mấy mâm bà? Nấu bữa nay á là mặn ở đây hai mâm, bằng thờ đồ cũng chạy ra cỡ 4 mâm. À. Đó 1 mâm nữa. Ồ. Cũng ra đồ mặn đó. À, cũng 4 5 mâm ha. Dạ cơ. Dạ dạ, 4 5 mâm ha. Không gì hết trơn. Làm qua mừng quá ngủ không được à cô? Ngủ không được. Ừ. Nằm mà tính mua này. Kia nọ sáng 4 giờ mấy là tôi chạy rồi đó. À, 4 giờ mấy là bắt đầu là dậy đi chợ để chuẩn bị nấu đá mấy thứ để chuẩn bị đãi con, đãi hàng xóm. Quá mừng rồi. À. Như vậy quá vinh hạnh tôi rồi. Dạ, mừng là mình có con dâu mới đúng không? Dạ. Dễ thương đúng không? Ba hai đứa kia tôi cũng cứ mà không có được như vậy. Dạ. Nó là quá mừng không không? Tôi nằm mà không biết người có mấy tuổi nói nữa. Có nghĩa là mình thấy mình trẻ lại khoảng dạ. Mười mấy tuổi đúng không? Mừng cho gia đình. Tôi mừng lắm, cũng nhờ ơn chú đi mới được. Chứ không có chú thì biết đâu mà tiền. Làm dâu thì chú. Dạ. Cũng nhờ chú với chú gì. Dạ. Đó nhờ chú, các chú. Đó thì sao cũng mừng rồi các chú. Đó vui vẻ gia đình tôi. Dạ. Thì tôi cưới cha rồi tôi cũng mừng rồi. Dạ dạ. Thật là vui. Dạ. Chung là cũng chắc là cũng do duyên nợ đấy chú. Đúng rồi. Do duyên nợ chắc là anh Trường với chị Trang là có duyên nợ với nhau. Cũng... chú nói là anh Trang với Trường sợ nó thành đúng không? Dạ. Đó. Ý là mình cũng lo chú ha. Lo chứ. Cháu mình nó khờ khạo rồi nó xấu xí nữa. Dạ. Không không, con được cái là anh nghĩ là mặc dù là đâu có bị cái gì đâu. Nói chung là chỉ có nói nó hơi ấy một chút xíu thôi. Dạ. Nhưng mà anh ấy là người thật thà. Nhậu không nhậu mà chú không hút luôn. Dạ. Mà trong cái đó biết thương vợ là được rồi ha. Dạ, dạ, chứ không dạ. Có bất cứ một cái vấn đề gì hết cho nên là cứ đừng có suy nghĩ về vấn đề đó. Không. Không, cái này là giống như anh ấy hiền lành thôi. Hiền phải quá. Là anh ấy biết hết mà đi làm kiếm tiền ai cũng biết cái đi lo đi. Không biết nhậu. Dạ. Đó là thật thà, gọi là chất phát chứ không phải là người ta nọ kia. Cho nên nói chung là mình cũng nhiều khi trên kia người ta nói gì thì kệ người ta cô ạ. Cho nên là mình cứ miệng lời mà. Dạ dạ, cho nên là có người thương cũng có, mà có người họ ganh ghi cũng có người họ ghét cũng có. Dạ. Nói chung là mình cứ biết gia đình nhà mình thôi ha. Dạ. Dạ, cho nên là chứ giờ kiếm một người đàn ông mà không hút thuốc này, không có nhậu nhẹt, không có gái gú rồi bắt đầu chỉ có lo làm kiếm tiền mà thương vợ như vậy thì kiếm đâu ra cho nó có. Dạ. Nhưng mà chỉ có cái nghèo thôi. Thôi, nói chung là làm đủ ăn là được rồi chú ạ. Miễn là gia đình hạnh phúc là được, đúng không? Từ từ mình làm là sẽ có thôi, có gì đâu. Cái này đâu phải là nghèo, chẳng qua là nhiều khi nhà có rồi công ăn việc làm, chẳng qua mình là chọn công việc gì cho nó nhẹ nhàng mình làm thôi, có gì đâu, đúng không? Dạ. Rồi hôm nay là mình làm mấy mâm chú? Dạ, 4 mâm vậy đó. À, 4 mâm. Dạ. Bây giờ cúng cho ông bà nữa. Dạ. Đó. Vậy là mình báo hết cho tất cả dòng họ mình rồi ha? Báo hết trơn rồi. Là mừng lắm ha? Dạ. À. Để một lát nó sang xem gia đình nay nấu những món gì để ra mắt mọi người đây. Mệt không chị Trang? Ngồi mệt hả? Ra ngoài đường trước ngồi không? Ra ngồi đường trước ăn cái gì chưa? Không kiếm cái gì ạ?
kiếm cái gì ăn đi, không có là đói một xíu là đói đó. Ra ra đường trước đấy ngồi này, cho nó thoải mái này. Ngồi trong phòng riết thì nó cũng tù túng. Cầm cầm bó hoa luôn. Đỡ luôn. Đỡ luôn. Gì chú? Đấy, ra ra ngoài giường, ở ra giường đây ngồi này chị. Mà bây giờ. Hả? Mà bây giờ. Thì chú mời ra 9 giờ rồi. Thì kêu dọn đi, chú lên rồi mang luôn. Đấy, cứ ra ra cứ ngồi ở giường trước đi. À, dọn lên để cúng bắt đầu là lạy ông bà được rồi. Lâu lâu mệt ngày ha. Có thấy sao cô? Xinh nhau, cô quá đẹp luôn đúng không? À, cô dâu quá đẹp luôn các bạn. Phải cô còn trẻ em. Cô cũng đang À, ý là cô mà cũng muốn ghép nối hả? À? Bây giờ vẫn còn chưa muộn mà. Không, nhưng mà không, nhưng mà công nhận là chị Trang nay lên làm cô dâu đẹp. Ừ, làm đẹp. Quá đẹp luôn. Thực sự là bất ngờ luôn á. Bình thường mà khi mà chưa có trang điểm làm cô dâu là đã đẹp rồi. À, lúc đó là đã thấy là xinh rồi, nhưng mà hôm nay là trang điểm lên là thấy cực kỳ nổi bật. Chú rể này cười tum tím biết rồi. Sao mà chị Trang bớt hồi hộp chưa? Bớt hả? Đỡ rồi đúng không? Mệt hả? Mặc đồ có nghĩa là mình mặc đồ. Từ từ, một xíu nữa còn làm cô dâu đến chiều lận. Sao chú rể qua này đã chuẩn bị cái gì để tặng cô dâu chưa? Bông. Tặng bông hả? Ồ, sướng ta. Một lát nữa là sẽ đeo bông cho cô dâu hả? Mẹ chồng mấy chồng ra đeo bông cho cô dâu ha. Một chút xíu nữa sắp đồ ra xong bắt đầu là cúng ra tiền đó kia thứ xong bắt đầu là mình mới lúc đó mình mới mới đeo bông ha. Sau khi mà hết hồi hộp thì chị Trang có muốn chia sẻ với bà con cộng đồng mạng không chị Trang? Cảm xúc của mình ngày hôm nay. Cảm xúc muốn nói với mọi người, muốn nói với trong nước và ngoài nước. Mình được nhờ chú Tiến đưa lên đồng cộng mạng trong nước và ngoài nước. Mẹ cô Áo. À, hồi nào giờ không có chồng, không được vinh hạnh, được nhờ ơn chú Tiến được đưa lên đồng cộng mạng lấy chồng gì. Dạ. Mọi người thông cảm, tại vì cuộc đời của mình quá khổ rồi, không có ai đùm bọc tới hiện giờ. Từng tuổi này đi lấy chồng được nói chung chồng là thương yêu, được bên chồng thương yêu, được chồng quý mến, được chồng thương yêu, là bệnh hoạn có nhau. Dạ dạ. Mong muốn được nhiều trong nước và ngoài nước thông cảm với nhau. Dạ dạ, nói chung là chị Trang là cũng giống kiểu cũng đang còn một chút gì đó nó hơi ngại, là bởi vì cái tuổi này rồi mà mình còn đi lấy chồng đúng không? Nhưng mà đây là một cái lý do này là nó thực sự là rất chi là chính đáng chị Giang, nó không có gì mà mình phải áy náy hay mình phải ngại gì hết. Thiên hạ người ta nói ừ, không kệ đi, tuổi này mà còn ham muốn đi lấy chồng mà lấy những người trẻ hơn mình nữa. Không, cái này là quyền chính đáng của mình. Mình là số của em sao, anh em cũng dạ. Muốn lấy chồng trẻ đâu. Ở đó giờ cũng không muốn lấy chồng thật sự luôn. Nói đây động cùng mạng trong nước và ngoài nước, anh em chú bác em út về thông cảm là hồi đó giờ thật sự không muốn chồng. Không muốn chồng, tự nhiên năm nay cuộc đời mình hiu quạnh quá, khổ sở vì tình duyên quá, không có một người thương. Dạ. Rồi nhờ ơn chú Tiến đăng lên được động còn được giúp đỡ, ngày hôm nay có chồng, bên chồng cũng thương yêu nữa. Dạ. Vậy chị thấy chị cũng được hạnh phúc một chút. Dạ. Nói chung là mình nhẹ nhõm, được chị nhẹ nhõm với Tiến chứ hổm là chị muốn không muốn sống rồi. Dạ. Sao vậy chị? Thôi cuộc đời của mình khổ lắm ai, cuộc đời của em khổ lắm anh. Sống lên từ nhỏ tới lớn là không có ai bên cạnh hết trơn. Dạ. Hồi đó có mẹ, mà mẹ đẻ ra thì mẹ cũng có gia đình, tại vì ba qua đời á, mẹ không có gia đình khác á. Rồi sống cũng từ nhỏ lớn sống cô độc nên. Nói chung là do cái cuộc sống, cái hoàn cảnh của mình nó đưa đẩy đúng không? Là do là mình lúc trước thì cũng có cha mẹ cứ đùm bọc yêu thương. Nhưng về sau này thì khi mà không may mà cha mất thì lúc đó là mẹ lại lấy thế đi thêm bước nữa. Thì bắt đầu là con ông con tôi thì nhiều khi nó cũng cái tình cảm nó bị san sẻ, cũng như nó không còn cái tình cảm như ngày xưa đúng không? Còn được sống, được gần gũi ai tấm. Từ lúc 8 tuổi là sống tự lập tới giờ. Đó. Không, lo là lo cái vấn đề là ví dụ như về sau mình có con này thì mình còn sẽ giống kiểu là mình sẽ giống kiểu là già nhanh đúng không? Thì lúc đó không biết là chồng mình nó có chán mình hay không. Đó, mình là lo cũng lo chứ đúng là lo. Là cái chị đang lo cũng đúng. Tiếng nhưng mà chị đưa là hợp ý, chị lo lắm. Dạ. Thôi chị còn đẻ được mà.
tại vì lỡ mà đẻ ra rồi thì ảnh nhỏ hơn mình vậy rồi mình lúc rồi chị 50 giờ chị 50 mà chị trẻ tại vì chị không chồng chị trẻ rồi chị về làm dâu đây rồi rồi sao có thở máy đâu rồi thiếu thốn đủ thứ rồi đó mình không chồng thì mình thiếu cũng tại đi mình cũng tính sao con này thiếu thốn lo gầu thì có nghĩa là giờ mình về là mình phải lo lắng cho rồi, vấn đề mà đẻ con đứa rồi anh sẽ bỏ mình chắc mình khổ càng khổ lắm không ai chứ anh Trường em nhìn nói chung là em đoán là không có cái chuyện mà anh ấy bỏ vợ đâu của mình như thế nào thì anh bây giờ thì anh hiền hậu mày đúng không ơi anh không biết gì trơn á mình lúc mà như vợ chồng thì anh cũng không biết anh hai ba là vợ nhưng mà sao anh dở luôn không biết à, ý là kinh nghiệm đang còn ít đúng không còn thiếu đúng không vợ mà kinh nghiệm cũng không có luôn không có kinh nghiệm để vợ chủ động hả để vợ chủ động không mà khờ đến nỗi tắm cửa mà anh khào đó không biết gì chứ em có nghe kể rồi em có nghe kể cái vụ thì mà ta tắm cho chồng luôn mà tiếng anh này tưởng tượng như chim sâu với chim vậy đó à. Chim sâu chim đâu bình tĩnh đâu thì khào vậy đó nhưng mà đỡ hơn nhưng là hiền em được. Nghĩ là anh thì hiền lành còn hiền vấn đề khờ thì em nghĩ cũng không đến nỗi đâu bởi vì anh quá hiền lành đôi khi là anh chưa có ra đời thôi nhiều khi nói chung là người trong cuộc mới biết người trong kẹt phải không cho nên là thôi cái gì thì chồng mình nó giống như thể là một tờ giấy trắng vậy đó về thì mình có gì mình cứ chỉ bảo cho thì chỉ không đó thì anh làm này này đáng lẽ mình chưa biết gì ngon như vậy đó giờ chị chưa biết gì luôn anh dạy chị phải này chị dạy ngược lại đôi khi em nghĩ cuộc sống vợ chồng á hoặc là mình nói về cái hạnh phúc á mình thương một người đó mình chỉ cần mình nhìn cái người đó mình đã thấy vui đã thấy hạnh phúc chứ không có nhất thiết là người đó phải như thế nào hay là phải như người nào bởi vì trong tình cảm mà mình so sánh chồng mình hoặc là vợ mình với người khác thì không thể nào mà so sánh được sao so sánh được dạ, nhìn mình còn... nhìn lên thì mình đâu bằng ai đâu mình nhìn xuống thì mình hơn người đó chứ mình sao so sánh hơn nói chung là mình dù gì thì bây giờ mình cũng có một thì em hứa với anh là giờ em là em đã biết hoàn cảnh ảnh như thế đấy rồi giờ gia đình cha mẹ cũng vậy rồi biết hết rồi chị mới cố gắng là ở đây chứ nếu mà chị không thương là chị không ở đây đâu tiếp đúng rồi có nghĩa là thương thì mình mới dành mình mới gạt bỏ chứ hết tất cả mà đúng không chị không thương là hôm đầu chị xuống là chị đã đi cũng đâu có gì đâu đâu có mượn đâu yeah. đâu đến ngày hôm nay mà để làm đám làm gì mới đi không đó không có chuyện đâu không tính toán con chuyện đó nói chung là khi mà xác định mình thương rồi là mình chấp nhận hết tất cả đúng không? Chứ không tính toán con đường nào nữa chứ. Nói chung là cái quý nhất là khi mà vợ chồng với nhau á là cùng nhau vượt qua thì mọi khó khăn. Là thôi anh hiếp em là em điện vô tiếng xuống. Đúng rồi, anh mà anh hiếp em xuống là em nhưng mà phải thương vợ ấy nha, thấy không? Rồi thôi bây giờ sẽ để không để cho mọi người chờ lâu nữa, bây giờ tới lượt cô dâu chú rể lên để chuẩn bị thắp nhang cho ông bà. Gọi là để cho cha nó rồi. Cha thắp nhang để lên vái ông bà xem như thế nào để cho con dâu nó vái xong bắt đầu để cho bà đeo bông cho con dâu ha. Chờ thắp nhang xíu đó bà. Dạ. Bây giờ để à vô. Dạ. Chờ cha vô nhá. Thắp nhang nói với ông bà là hôm nay là con dâu mới về. Nên là ông thắp rồi. Bây giờ không để anh Trường đốt nhang đi cho vợ thắp hai vợ chồng khấn đi. Yeah. Rồi nói là đây là vợ con rồi đây là con dâu mới có gì ông bà phù hộ cho vợ chồng con làm ăn là mạnh giỏi đốt ra mỗi bàn cây được rồi cũng phải ra mắt chứ gọi là ra mắt ông bà cha mẹ chứ trồng ba cây vợ ba cây sao cô dâu đẹp không mấy đứa? đẹp. Hồi hộp không chị Trang? Đừng có run nha, cứ bình tĩnh thôi, không có gì hết. Có bạn em ở đây cho nên là không có gì phải run cả. Đây mẹ chồng đang chuẩn bị đứng để chờ để đeo bông cho con dâu đây. À, để thắp nhang xong cái vái ông bà cái xong bắt đầu là bà vô đeo bông cho chị ha. Rồi để hoa xuống. Dạ. Dạ, đứng gần vô một xíu. Đứng sát lại. Rồi, rồi đúng rồi. Vái đàng hoàng nha. Nguyện Phật Tổ. Nội bà nội ngoại ngoại theo hộ độ hai đứa sống trăm năm hạnh phúc.
tận lại tận bà. Đó, này mới chính thức là con dâu này. Đấy, rồi hai vợ chồng đứng quay mặt ra cho mẹ, mẹ chồng lên để cầm bó hoa lên đi chị, xong rồi đứng ở chỗ gần chỗ bàn thờ đấy để cho mẹ lên đeo bông cho. Ừ, đúng rồi, đó phải quan tâm vợ như vậy mới đúng, đúng rồi. Này chắc phải lấy lần nữa mới có kinh nghiệm quá. Lại người cấp ta vậy á. Bây giờ ba lần. Ba lần mà không biết. Để mẹ em. Cha dạy không? À để mẹ chồng lên đeo bông này. Lại người cấp ta vậy. Đó, quá hạnh phúc chưa? Cũng là một người phụ nữ cho nên ai cũng có quyền được hạnh phúc nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà muốn thiếu kiếm một mảnh ghép cho mình, bất kỳ một người nào thì cứ liên hệ với mình nha. Em trai phụ đi, chồng phụ đi, chồng phụ. Ừ, đúng rồi, chồng phụ cho vợ đi. Ừ, chồng đeo cho vợ. Vô đó. Được chưa? Cẩn thận ông rớt nha. À nó phải có hai cái. Đó, được mẹ chồng đeo. Mừng không? Quá mừng. À. Đây gọi là cái giây phút mà chị Trang lấy cho bà mấy chục năm nay. Ước mơ. Hôm nay đã thực hiện được. Chút nữa rồi con nhỏ đó tên gia đình. Và đâu đó là cũng cô dâu lần nào. Nợ mà chồng nữa. Ở đó biết sao đám cưới bộ đội là tuyên bố không à? Tuyên bố không đó. Từ từ rồi anh ấy phụ cho bà. Đó là này, tôi có dự đoán của bà đó nè. Có. Tôi có dự đoán tuyên bố của bà. Tôi cũng có ở với ông Dính á. Ừ. Rất là ông Dính. Nhờ. Để qua anh trường qua phụ mẹ. Trường mẹ không thấy trường ơi. À rồi nói chung là mẹ đang ơi từ từ đi từ từ thôi, cứ từ từ. Ờ đúng rồi bà ngồi đi bà. Ờ đấy thương mẹ không? Quá tuyệt vời. Hồi đó giờ đã đeo cho mấy cô này trường hay là mới có một mình cô này thôi? Mấy một. Có nghĩa là theo như được cô chia sẻ và chú chia sẻ và trường chia sẻ trước nay á, là chị Trang là người con dâu đặc biệt nhất trong nhà, bởi vì là chị Trang là được gia đình lo từ đầu đến đuôi, từ đám cưới hay là từ đó kia thứ là lần đầu tiên bà mua bông để tặng cho con dâu, đúng không bà? Ồ, vinh dự, nó vinh dự, đó là một vinh dự cực kỳ lớn luôn. Có nghĩa là đây là con được chưa? Được chưa? Chắc chưa? Của gia đình. À, đó. Được không? Được chưa chị Trang? À, vậy cũng được rồi, xinh. Số 1, số 1, số 1, đó. Rồi cha vô cho chụp tấm hình với gia đình coi cha. Cha vô. Đó, có con dâu. Đó, đây là cô chú cho các bạn cực kỳ là yêu thương con dâu, cũng như coi con dâu như con ruột của mình luôn các bạn. Cái tình thương này thực sự là rất chi là đáng để mà lan tỏa cho tất cả quý vị và các bạn cùng biết. Và mong cả nhà ủng hộ cũng như chúc phúc cho gia đình cô chú ha. Còn nếu mà ai mà muốn kiếm một mảnh ghép thì cứ liên hệ mình ha. Thì hôm nay thứ nhất là biết hôm nay là ngày trọng đại của gia đình mình á, thì bọn em cũng tới để chia vui chúc phúc cho cô chú, chúc phúc cho hai vợ chồng anh chị ha. Thì cái này là em có một cái món quà nhỏ nhỏ là cá nhân em ha, gửi đến cho chị Trang, gọi là cho hai vợ chồng, để gọi là cái này gọi là quà thôi nha. Thì cái này là cho tặng cho hai vợ chồng, để cho hai vợ chồng để cho hai vợ chồng chúc cho hai vợ chồng luôn luôn thứ nhất là hạnh phúc này, thứ hai là sau này sẽ sinh con đẻ cái nhiều nhiều quá ha. Nhưng mà đẻ thì phải nuôi được nha. Cảm ơn gia đình rất chi là nhiều. Đừng có đẻ là bắt đâu hai ông bà già nuôi nha. Rồi gia đình mình cứ làm câu chuyện bình thường ha. Trời ơi. Mình được hai vợ chồng đang mời. Mình được hai vợ chồng đang mời. Mình chứng thừ luôn ha. Chứng thừ như ban mời. Chấp là cha chú trước. Chúc cháu hạnh phúc. Sinh con đã cái nhiều đứa được rồi. Chúc trong năm mạnh phúc nha.
Thủy ăn trái cây không mà gấp mồi không thầy. Thủy là dượng á con. Thủy là dượng. Dượng là thủy. Dũng. Gì con? Ừ, có rồi. Rồi nó là chồng vậy không có một thầy thế. Còn hai cháu. Rồi chúc mừng cháu lên gọi ra. Mừng năm chúc mừng hai cháu cho lên bước. Lên lên nhà cậu ăn ăn khoát lạc, khoát tài. Dạ hạnh phúc. Alo. No chưa? No chưa? Không ăn cũng no rồi. Không ăn cũng no. Hôm nay là không ăn cũng no. Xanh đó. Ra chụp ta lấy thì rồi xanh. Ừ. Về bia nào trúng á toàn. Gì con? Có trúng không? Phải để chụp cho đẹp chụp cho tiếng gửi qua cho. Mến chào tất cả quý vị các bạn, thì hôm nay mình lại đang có mặt tại nhà chị Trang. Sau cái đám cưới thì không biết là cuộc sống của chị Trang như thế nào, nhưng mấy ngày nay thì mình cũng có nghe Trường cũng như chị Trang chia sẻ, thì không biết là chị Trang đang mệt hay như thế nào đó. Thì không biết là có phải là hay là đang có em bé hay không mà thấy mệt mệt gì đó, cho nên là cứ nhắn tin cũng như gọi điện cho mình. Thì hôm nay mình có đi ngang qua đây thì mình cũng muốn xuống ghé thăm xem, thứ nhất là sau khi cưới thì vợ chồng này như thế nào, hay là có tin vui em bé gì hay không, thì xuống chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Ê, hai vợ chồng nó làm gì đây? Đi mà buổi trưa mà nắm tay nhau vậy, con chào cô chú. Dạ. Nhà mình ăn cơm chưa? À, hai vợ chồng này ngồi chung cái võng vậy hả? Ăn cơm chưa chị? Mới vừa ăn xong chú. À, ăn cơm xong rồi hả? À, rồi hôm nay Trường có đi bán vé số không? Có anh. À, sao phải sớm vậy? 8 giờ bán hết đơn, về có nghĩa là 8 giờ sáng là đã bán hết vé số rồi. Dạ. À, rồi tranh thủ về mới vợ hay gì? Dạ. Là ngày nào cũng vậy à? Lâu lâu 12 giờ mới ọp về, em về tới. À, có nghĩa là mình đi bán là tầm 1 giờ là mình tới hả? Dạ. À. Nói là bữa nay bán được đắt thôi, chứ mọi bữa là 1-2 giờ mới được về. À, có nghĩa là mọi khi là bán từ lúc mà lấy vợ đến giờ là bán lúc nào cũng đắt đúng không? Yeah. Còn là bắt đầu là bữa nay là về sớm đúng không? Yeah. Còn trước đó là bán về trễ đúng không? Yeah. Ừ. Rồi cô chú tình hình sức khỏe bữa nay sao rồi? Bình thường chứ. À. Bà hơi mệt hả? À. Bà đi hao rồi, anh chóng mặt, đi hao chóng mặt mất khỉ. À, có nghĩa là bị tụt canxi cho nên bắt đầu là đi là hay bị chóng mặt. Dạ. À. Từ đó là ở đây là bắt đầu. À, vậy là từ ngày có con dâu đến giờ sao rồi, tình hình thấy cô con dâu này sao rồi cô? Được, con dâu này siêng năng, giỏi lắm. Siêng năng. Chồng sớm ai cũng khen hết. À. Lên tới lộ chảnh rồi sáng người ta kêu người ta hỏi đó. À. Ta hỏi sao mà cưới được con dâu này. Ừ. Rồi tôi mới nói là tôi đi còn đi nằm bệnh ngoại, ổng lên mạng đó. À. Rồi ổng thấy, rồi tôi mới vừa về là hầu bữa thứ hai, rồi thứ ba nghỉ bữa tới thứ tư cũng đi dưới đó. Nghe nói là bà mừng dữ lắm mà đúng không? Dữ lắm. Ừ. Nhiều lúc còn muốn ra đường la luôn. Muốn ra đường mà la. Ừ. Mà tới vậy là tính la là sao bà? Tính la là tôi sướng quá, tôi có con dâu đẹp quá hả? Con dâu đẹp. À. Nó ai cô bác nào lại nó chào hỏi là quà. À. Là mình nở mặt nở mày luôn. Đúng rồi, không có gì bằng mà lấy được con dâu mà lễ phép nào kia đúng không bà? Dạ. Ừ. Người ta nói tiếng cà chào cao hơn cổ. Dạ. Là chào cao hơn mâm cỗ. Dạ. Đó chị Trang thấy ví dụ như thế là
có cô gì chú bác sang là chị bắt đầu là chị chào hỏi. À. Có chặt gì á hả, không đúng thì kêu nó ở cái đó ngựa bác hai hay là bác ba hay là cô gì đó quá cho con. Dạ dạ. Ồ, nói chung là vừa chịu học hỏi này mà vừa cũng biết chào hỏi mọi người, vậy là cũng mừng ha. Dạ. Ừ. Nói chung là lấy được con dâu vậy mình cũng hãnh diện đúng không bà nhà? Đúng rồi. Dâu thì hãnh diện luôn. Đúng rồi, lấy được con dâu cái hãnh diện cả nhà luôn. Dạ. Tình cảm gớm đấy chứ. Dạ. Được cái làm vợ chồng mà làm tôi cũng mà ghen. À, nhiều khi hai vợ chồng làm mà thấy hai ông bà cũng phải ấy kìa. Hai chồng già chưa bằng. Nói chung là hai ông bà là qua cái thời đó rồi, đúng không? À. Rồi sao Trường? Thấy cái gì mà chăm sóc vợ dữ vậy? Cay, bốc lại, cay. À, ý là mình phải chăm sóc vợ tốt đúng không? Dạ. Chứ không vợ đi theo người khác mất đúng không? Dạ. À, vậy biết giữ vợ đấy chứ đúng không? Dạ. À, thấy tình cảm vậy cho em nói chuyện với hai vợ chồng một chút xíu này. Rồi, nghe tin thì sắp có em bé gì? Có em bé rồi, khi dự tính khi nào có em bé chưa? Ít bữa có. Ít bữa là khi nào? Là mình dự tính năm nay mình sinh hay là khi nào mình sinh? Năm nay. À, mình có nói với vợ là anh thích sinh em bé chưa? Dạ, nói rồi. Nói rồi hả? Vợ nói làm sao? Nói giá này mày chúc có dính rồi. À. Nói giá này chúc nó dính này đâu mà chúc dính. Như có con mà. Có con mà làm gì đi chợ của ai gái em ơi, chúc nó dính này. Trang này trang mấy dính. Rồi vợ nói làm sao? Dạ nó từ từ tẩm lên. Sinh mấy đứa? Hai đứa. Hai đứa hả? Dạ. Là trai gái hay sao? Trai gái đều. Là một đứa trai một đứa gái hả? À. Anh nói trai gái cho đều, một đứa trai gái cho đều. À, ý là đang muốn anh, là có có một đứa con trai một đứa con gái luôn. Dạ. Rồi nuôi nổi không? Nổi anh. Rồi đi bán vé số ngày có trăm mấy thì sao nuôi con nổi? Nổi. Hả, à, nổi không? Nổi. Môi móc chiếc lôi nổi. À, có môi nghĩa móc, là môi đi gắng cứ gắng môi móc đi làm á nuôi. À, cố gắng mồi móc đi làm để kiếm tiền để lo cho con cho vợ hả? Dạ. Từ hôm bữa nay là có đưa vợ đi chơi đi đâu được nhiều chưa? Chưa vợ đi đâu hả? Sao giấu ở kỹ vậy? Chưa có xe. À, ý là không dám chở vợ đi bằng cái xe này hả? Dạ. Xe này giờ nó kiểu nó muốn hư này. Nhưng mà sao về đây hôm nay nhớ bệnh lại chú Tiến, nhức đây nhức giờ nhức tay quá trời, nhức mấy khớp này nè. Ủa là sao nhức? Em biết nó trời lạnh gì nó nhức đây nè. Đau khớp hả? Ủa là chị Giang lúc trước là bị đau khớp hả? Đau khớp, đau dai và mở cổ nhiều lúc cổ nó muốn kẹo không bên. À, ủa là sao chú biết là chị Giang bị đau khớp? Nói cho anh nói là tôi hiểu rồi. À, có nghĩa là chị nói là lúc trước là chị cũng bị đau nhức xương khớp hả? Dạ. À. Hôm còn như tự ngủ rồi gần sáng nhất quá trời kia anh đấm bóp. À, có bóp không? Đó. Bóp thôi nha chứ không được làm việc khác nha. Dạ. Chứ đừng có lợi dụng bóp xong là làm cái chuyện khác nữa là hơi mệt đấy nha. Dạ. À, rồi thấy vợ đau vậy có thương không? Thương. Ủa nhưng mà nó đau lâu chưa chị? Chị bị lâu rồi. Cái này cũng 2 năm vậy. 2 năm rồi hả? Ừ. Là nó bị làm sao chị có thể? À, nhức đây nè, mấy này nè, như tay nào như trời lạnh nắm nhức mấy ngón đầu ngón tay. À, mức mấy đầu ngón tay rồi các cái đầu gối hả? À, đầu gối. À, nó nhức lắm. À, quên, tại chị Giang cũng nói chung là năm nay cũng 50 rồi. Cho nên là nếu cái bệnh đó là chắc chắn là sẽ có. À, rồi nó nhức nhiều lúc nó nhức hai vai này là y như mà nó mình bằng làm nặng lắm mỏi. Hay là không khí ở đây nó lạnh ra? Anh bị núi mà. À, núi cho nên nó lạnh không? Chiều. À, chiều lại là nó lạnh đúng không? À. Có 2 giờ sáng là lạnh đó. À. Vậy là tầm đó là giống kiểu là người mình nó giống kiểu nó mỏi. Nó lạnh lên là nhất. À. Chị lạnh lên mới nhất. Sao không kiếm thuốc uống đi? À, tính đi kiếm thuốc mà cha mấy hôm nay tính kêu cha đi kiếm thuốc rồi mà. Là mình tính mua thuốc gì chú? Mình ra tiệm nó ra mình hộp. À. Chắc giờ vẫn khớp không? Ở dùm ở đây cho gạnh lại mấy chỗ thầy thuốc nam đỡ lại ấy hỏi à, hỏi ở đây liệu có thuốc nam không chú? Có chú. Có hả? Dạ. À, nhưng mà mình đã hốt lần nào chưa? Cô chú có bị không? Hồi nãy là cô có bị hả? Dạ đau tê chứ là vợ cắm thắm chứ mà. À. Đang bụng tê. Ủa là cô cũng bị gọi là cũng bị khớp luôn. Dạ tê chứ mà. À vừa tê mà vừa nhức hả? À, vậy là chú thì bây giờ đang đi kiếm thuốc nam về cho con dâu uống à? Dạ. Em thì em có quen một cái nhà thuốc là của Lương Yêu, Lương Y Triệu Thị Lan á. Là cái này là nhà thuốc nam ở ngoài dân tộc Dao, ở ngoài Ba Vì á. À. À, cái này là của người dân tộc đàng hoàng luôn.
Mà thuốc này là thuốc con đã chia sẻ và giúp đỡ cho nhiều người mà mua cũng như xin cái thuốc này về á, xin thuốc này về thì uống là hầu như là khỏi hết luôn á. Tới vậy, bây giờ là không còn ai. Vậy em giáo giúp đỡ giùm chị ấy giùm được không? Chị cảm ơn. Cái này là em phải có chuyến em đi ra ngoài đó em xin mới được nha. Thằng nào xin thì cho chị được thì chị mong ơn nhiều. Dạ dạ. Cái nhà thuốc này thì em có quen bởi vì là em đã từng ra ngoài đấy mấy lần rồi. Thì để tới đây nếu mà em ra ngoài đó mà em đi ngang qua thì em xin dùng cho chị mấy bà uống ha. Dạ, cảm ơn nhiều chú Tiến gắng xâm dinh chị uống cho nó hết. Dạ, dạ. Cái nhà thuốc này là của Lương Y Triệu Thị Lan. Đấy, nhà thuốc nam của người dân tộc Dao ngoài Ba Vì, Hà Nội. Thì em xin cho nhiều người, hầu như người nào uống cũng khỏi hết á. Vậy chị cảm ơn em với cảm ơn mà em gắng giúp đỡ em chị, xin em chị. Dạ. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Lần trước thì mình có ghé lại nhà thăm chị Trang U50 mà lấy anh Trường U30 đó các bạn. Thì mình được biết chị Trang do về cái chỗ ở mới của nhà chồng đó các bạn, thì không biết là có phải là do là khí hậu lạnh hay không, thì chị Trang có bị nhức xương khớp các bạn. Thì mình có hứa với chị Trang cũng như anh Trường và gia đình anh Trường, thì mình nói là nếu mà có dịp mình đi ra ngoài Ba Vì, Hà Nội á, thì mình có quen nhà cô Lan á, thì mình sẽ lấy dùng cho ít thuốc. Thì hiện tại hôm nay thì mình cũng có dịp ra đây để công tác các bạn. Thì hiện tại bây giờ thì mình đã tới nhà của cô Lan rồi. Thì đây chính là nhà thuốc nam dân tộc Dao ở ngoài Ba Vì, Hà Nội. Đây chính là nhà của cô Triệu Thị Lan các bạn. Thì hôm nay mình thứ nhất là ghé thăm gia đình cũng như ghé để xin bốc ít thuốc về cho chị Trang. Thì thấy cái cuộc sống của gia đình chồng của chị Trang các bạn thì khó khăn quá, cho nên là mình cũng thấy cũng thêm mến cũng thương, cho nên là hôm nay mình ra đây thì mình cũng muốn nhờ cô Lan xin ít thuốc về cho chị Trang và mẹ của chị Trang. Cô Lan ơi, cô Lan đi nghỉ trưa hay gì? Cô Lan ơi, cô đang làm gì dưới đây vậy? Cô đang làm gì cô? Nhận được con không? Ôi, có phải anh Tiến không? Dạ con đây. Ủa trưa cô không nghỉ hay sao mà xuống nhà thuốc chi vậy? Lâu ngày quá. Con dạ dạ. Nay không nghỉ mà làm trưa cho cô. Cô cũng có nghỉ trưa, tranh thủ đi xuống để kiểm tra thuốc ngày cứ độ một tuần hay là hơn tuần thì cô lại phải kiểm tra xem là thiếu những cái vị gì hay là mình bị những cái gì để cô kiểm tra xong là thiếu gì để cho em nó lên núi còn phải lấy. Mà nhà thuốc nó nhiều vậy sao cô kiểm tra hết được trời? Đây thuốc thì bà Cao Anh thì bệnh nhân càng ngày càng đông mình phải chuẩn bị sẵn thuốc như thế này. À. Ví dụ là chẳng may trời mưa xuống là mình không có. Có nghĩa là mình giống cả mình sợ trời mưa mình không đi lấy thuốc được đúng không cô? Không đi lấy được mà mình phải chuẩn bị cho thuốc nó đầy đủ như thế này thì nói chung các bệnh đau nhức xương khớp hay là gì gan thận dạ dày đường ruột hay là đau đầu tiền đình mất ngủ nói chung các loại thuốc thì mình có sẵn ở đấy rồi thì mình không phải đi ấy rồi. Đợt này con ra hình như thấy nhà mình nhiều thuốc hơn đúng không cô? Vâng. Nhưng mà cô bữa nay khỏe chứ? Vâng. Thế nào anh khỏe chứ? Dạ con đầu khỏe. Đầu ngày quá rồi nhỉ? Hôm nay là con ra thăm thứ nhất là thăm cô. Dạ. Cái thứ hai là cũng có tính đi tí việc tính nhờ cô đây. Thế à? Ô thế thì lên nhà mới. Dạ dạ. Dạ dạ. Nhà uống nước xong là để nói con tưởng nhé. Cô đang nghỉ trưa chứ? Thôi nghỉ trưa cô có được bao giờ nghỉ trưa đâu, phải tranh thủ lúc nào phải tranh thủ để làm thôi. Dạ. Ngày bệnh nhân đông còn phải bốc từ ngày những giờ phải bốc thuốc này. Dạ. Rồi còn phải làm nghe điện thoại này nhiều lắm cho nên mình toàn phải tranh thủ thôi. Có nghĩa là ngày nào cũng làm từ sáng đến khuya đúng không? Vâng đúng rồi. Em chào anh chị nha. Chị khỏe không chị? Ủa? Em chào anh. Tiến à? Dạ. Ủa sao hôm nay anh lại bốc thuốc rồi? Hôm nay nghỉ ở nhà, hôm nay không đi lấy thuốc, nghỉ nhà để phụ chị Hà. Có nghĩa là hôm nay không lên rừng đi tìm thuốc đúng không? Ở nhà phụ đúng không? Chắc là nhiều bệnh nhân lắm hay sao? Sao anh chị khỏe cả chứ? Dạ. Dạ dạ, em bắt tay cái. Gia đình vẫn dạ. Trong đấy khỏe không em? Dạ, nhà em cũng khỏe cả anh. Dạ dạ. Đi, sao nhà mình bữa nay hình như em thấy nhiều bệnh nhân lắm hay sao mà làm cả trưa vậy? Ui, nhà chị làm lúc nào làm hết công suất em ạ. Càng nhân càng đông cho nên dạ, đông dạ. Nhân đôi nhân càng nhân lên gấp bội lần cho nên dạ dạ lắm. Dạ. Mời cháu sang đi vào uống nước đi em. Dạ dạ vâng. Cô cho con chị cho em gắn cái này ha, em nói chuyện với chị nói vừa nói chuyện xíu.
con tưởng là đang nghỉ trưa cho nên là con gọi, con tưởng là ngủ trưa cho nên là thấy không, con tưởng không có ai chứ. Báo cáo cháu Tiến là cô ít khi được ngủ trưa lắm. Dạ. Đêm phải làm đến 11, 12 giờ đêm lại vì ui. Là mình vừa chốt để vừa nghe đơn rồi nói, rồi tư vấn khách rồi lại bốc thuốc. Dạ. Ồ. Vậy là trưa cũng làm mà tối là làm đến tận tận khuya luôn hả cô? Vâng. Làm bao giờ hết việc thì nghỉ. À. Hết một cái, có cái ngày là việc nào, ngày nào làm hết ngày đấy. Dạ. Hôm sau là vào công việc mới. Lâu lắm rồi mới ra đây gặp cô mấy chị à. Vâng. Lâu nhỉ, có khi phải 5 2 năm rồi nhỉ. Em dạ. Uống nước đi. Dạ vâng vâng. Mày cô uống nước đi. Uống nước đi. Anh dùng nước nhanh. Ừ. Mày làm quá kìa. Ở đây cô Lan thì hay uống cái thuốc gọi là mát gan giải độc này, vừa bổ vừa mát gan giải độc này này. Thì à. Ở đây cô quanh năm bốn mùa cứ uống cái nước. Có nghĩa là quanh năm uống cái lá này đấy hả? Vâng. Nước lá này đúng không? Cái này nó là bổ thận. Uống cái này thơm hả? Ừ. Mát gan. Mà dễ uống chứ đâu có gì đâu. Phụ nữ thì là cân bằng nội tiết. Ừ. Nam thì uống cái này nó là mát gan giải độc rất là dạ, tốt. Dạ dạ dạ. Nói chung là vừa làm nước giải khát mà vừa đấy, giống kiểu là trị được bệnh đấy. Đúng rồi, nhưng chị cứ uống cái này rất là tốt. Tại sao mình không nghỉ trưa đi chiều vẫn làm gì? Nói chung là bệnh nhân đông em ạ, rất là nhiều người gọi cho nên là cứ phải bốc thuốc là mới kịp gửi. À, có làm không kịp đâu. Là mình phải bốc để mình gửi cho người ta cho đúng kịp. Rồi, à. Đúng rồi. Không có mai này lại người khác gọi để lại không đóng kia, không bốc được kịp cho nên là sợ các bác cái đau rồi đợi lâu cũng thấy xót ruột. Dạ, dạ. Là mình gửi bưu điện đi ấy chị. Chị cho gửi bưu điện mà. À, gửi bưu điện. Các tỉnh ở trong miền Nam, ở trong Sài Gòn ấy, toàn là gửi bưu điện hết. Và nói chung ở đâu cũng mấy cũng ngày cũng gửi đến nơi đúng mà. Nói chung dạ. Bây giờ nó cũng tiện. Thì hôm nay con tại thứ nhất là cũng ra thăm cô với chị. À, cái thứ hai nữa là cũng có một tí công việc tính nhờ cô với chị đây. Anh cứ nói uống nước gì xong nói chuyện có việc gì mà. Dạ. À, nói ra cô giúp được cho anh thì cô sẵn lòng. Lần nào ra cô cũng giúp còn ngại chết. Có gì mà ngại đâu. Dạ. Thì anh cũng là đi làm phúc để giúp người mà. Cô thì cũng là gọi là nghề thuốc này, cô cũng là gọi là làm phúc mà. Dạ, dạ. Có gì cái nào mà giúp được anh thì cô sẽ giúp. Dạ, dạ. À, không giấu gì cô với chị á, thì trong cái thời gian vừa rồi thì con có chia sẻ lên một cái hoàn cảnh à, đó là cái chị gái mà U50 mà lấy người chồng 30 tuổi đấy cô. À dạ. À cô thấy chị Hà cho cô xem rồi, cô thấy dạ, rồi dạ. Là có xem rồi 50, à? Xem rồi. Cô bảo là thế nào mà 50 tuổi bây giờ mới lên xe hoa. Dạ. Mà lại lấy anh bảo nghe trẻ trẻ nhưng mà cô nghe nó. Tại hôm vừa rồi thì con có xuống chỗ của chị Trang á. Ừ. Thì có hôm giống kiểu chị mới về nhà chồng nhưng mà cái khu vực của nhà chị là giống kiểu khu vực núi ấy. Trời nó lạnh hay sao á, mà giống kiểu chị bị nhức các cái đầu gối này, các cái cánh tay rồi cũng như cái xương sống này, đau lưng sau á, là giống kiểu cái thắt lưng á. Rồi. Là chị bị nhức. À. Thì chị có nói là giống kiểu là đang nói với cha chồng á là đi kiếm chỗ nào có thuốc để mua về cho chị uống. À. Dạ. Ừ. Không những chị bị mà còn mẹ chị cũng bị nữa cơ. Ừ. Dạ. Nhưng mà con thấy thì cái giống kiểu cái hoàn cảnh của nhà nhà chị Trang đấy. Ừ. nhà chị Trang khổ lắm. Cha bán cái số này, rồi mẹ thì cũng bệnh này, rồi người chồng thì chị mới lấy thì cũng hơi cờ tí, kinh tế khó khăn quá. Đúng rồi. Thì con có hứa là lần này con có ra đây thì con xin phép ghé nhà cô để lấy thuốc dùm cho chị á. Dạ vâng. Dạ, cho nên là hôm nay con mới có mặt ở đây. Vâng. Thôi cô nhất trí thôi, mấy cái gì cho như cái bệnh đau nhức xương khớp rồi đau lưng rồi thì nhức các khớp xương đầu gối thì đấy là sở trường của gia đình cô bốc rồi. Dạ dạ. Thì anh đã có lòng ra đến đây để giúp chị thì anh uống nước đi để sao chị dạ, Hà dạ. Sang để bốc dạ. thuốc cho anh. Mà để con cũng theo chị Hà đi sang bên đấy bốc thuốc luôn. Vâng, chị Hà Sang. Dạ, à, nhưng mà chú Tiến thì hỏi thế này, em có hỏi cô Trang ấy có bị đau chỗ nào? Đau cái nhất ở đầu lưng hay đầu gối? Chị là giống kiểu là những cái đầu gối này chị. À. Chị nó đi nó cứ kêu rộp rồi bắt đầu nó nhức. Nó nhức vào giống kiểu những cái buổi sáng khi nói tầm 2-3 giờ sáng á. Rồi. Là bắt đầu trời nó trở lạnh là chị nhức ở các cái đầu gối này, các cái khớp tay này. Khớp tay, đau lưng nữa. Cái lưng ấy chị. Đó. Rồi. Không biết có phải là mới lấy chồng về làm quá hay sao. Không, cái này chắc là ủ bệnh thì lâu rồi, đau người dạ. đấy nó ủ bệnh lâu. Dạ, chị phải. Nói là trước đó là chị có bị rồi. Đấy. Nhưng mà chị nói là uống thuốc tây vào nó kiểu nó nóng trong người quá chị không được. À. Rồi bắt đầu đang nói cha chồng thì vô tình hôm đấy là em có ghé. Thì em có hứa là
em sẽ đi ra ngoài đây có dịp á, em ra đây thì em cũng lấy dùm cho chị á. Tại vì chị muốn hỏi kỹ như thế là để mình bốc thuốc nó chuyên sâu hơn thì nó sẽ nhanh khỏe hơn, để nó rút lại cái thời gian điều trị hơn. Theo là gối này, lưng này với các khớp đúng không? Dạ, dạ rồi. Chị nói là đau ở ngoài đường sau lưng này là gọi là đau thắt lưng à? Đau thắt lưng nên là do các cuộc sống, cuộc sống đau. Dạ đúng rồi, thấy cả vai nữa. Vai gáy. Vai gáy đấy là gọi là đau thoái hóa đốt sống cổ đấy, gọi là đau thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Cái này mà để rồi lâu đau cô. Vai gáy. Cái này mà để lâu không điều trị có sao không cô? Có sao chứ, có người ta ảnh hưởng như là mình nói chung là bị tai biến các thứ đấy. À gọi là cái cổ không ngoái được luôn. Lại mình càng chữa sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Dạ dạ. Thế rồi Tiến rồi đây uống nước với mẹ chị để chị bốc cho em đi cùng với chị đi. Cho em đi theo. Ừ, đây. Dạ dạ. Đây. Ồ. Này là những cái này là mình bốc ra mình để đóng đi gửi đi à chị? À, đây đây chị bốc, đây là cậu Dũng là cậu bốc cái này là tổng thể đây này chú Tiến. À. Cái này nhìn thế này thôi nha, nó nhiều vị lắm, mấy chục vị thuốc đã tổng hợp rồi. Cái này thì chữa chuyên về xương khớp, đau tê nhức mỏi thoái hóa. Dạ dạ. Nói chung là đau toàn thân. Thì sang bên này thì những cái này thì chị sẽ bốc chuyên sâu vào. À. Ví dụ như chú nói là cô Trang ấy, đau gối này, đau lưng này với đau các khớp tay ấy, Cổ vai gáy thì đấy những cái đấy chị sẽ bốc chuyên sâu hơn. Dạ dạ. Đấy là giống kiểu cái này là bốc sơ qua lược qua sơ rồi. Sơ qua này. Tổng thể cái này là đau xương khớp toàn thân. Đấy, còn xong bên cái này thì đau thêm vào đấy hả? Đúng rồi, chỗ này cái này là đau chuyên sâu. Dạ dạ. Đấy, chuyên sâu hơn. Em thấy chị mới lấy chồng mà chị đau như vậy thì thấy cũng tội. À. Cho nên là muốn ra đây để Đấy. Chị cũng nhìn cái video đấy rồi. Chị cũng thấy cô cũng tội nghiệp quá. Dạ dạ. Thế còn cái này là mình đóng này là để gửi đi hay gì chị? Mẹ ơi, mẹ ra đây bốc thuốc cho chú Tiến ấy. Để con giới thiệu cho chú ấy biết để xem khán giả chú ấy hỏi để chú còn biết. Tại em thấy đóng cái này nhiều quá, em tưởng là em phải thử xem là cái này là mình gửi đi đúng không chị? Cái này chị gửi bưu điện em ạ, chị đóng sẵn chị gửi bưu điện. Ủa vậy là có nghĩa là ai mua là gọi điện thoại rồi tư vấn cho thứ xong là đúng rồi em luôn đúng rồi đấy tư vấn nếu mà bác khán giả của chú mà không may các bác nào bị đau nhức xương khớp phải bất cứ cái bệnh gì đau như thế nào gan thận dạ dày đều có hết đầy đủ. Dạ, dạ. Là nhà chỉ cần gọi điện là gọi điện theo số thì đúng không? Số nhà chị ấy. Dạ. Là, nhân tiện thì chị cho em cái số điện thoại luôn đi. Số nhà chị Hà là 0989 213 662. Dạ. Số của bà là 0388322571. Đấy. Vậy là nếu vậy là chỉ cần là tư vấn qua điện thoại cũng đấy, bốc thuốc xong đó là gửi ra tận nơi. Đúng rồi, gia đình có duy nhất có hai số đấy. Dạ dạ. Gọi thì có thể là gặp chị Hà mà hai thì gặp bà, mà cái lúc thì bà bận tiếp khách hoặc là bà làm việc quá mệt mỏi thì bà nghỉ thì là cậu Dũng. Cậu Dũng cũng rất là giỏi về chuyên môn. Anh là chuyên lên rừng đấy đúng không? Chuyên lên rừng kiếm thuốc này đúng không? Hết thuốc thì lại lên rừng đấy. Dạ dạ, hết thuốc và lên rừng. Nói chung là những cái cây thuốc này mà được mang về giờ đóng gói để gửi cho tất cả mọi người đây này là một tay anh đó. À, anh ấy lên trên rừng anh kiếm về đó. đúng rồi. Dạ. Ủa lại còn những cái này thì sao chị? Những cái này thì tí nữa là chị sẽ cái này bệnh nhân đặt sẵn rồi, bệnh như thế nào tất cả nó ở trong đấy. Sau là thấy chị... nhiều thứ quá vậy. Đấy, cậu Dũng này đóng gói như thế này. Dạ. Em thấy đóng gói như thế này cả... sau là cậu thì bưu điện sẽ vào đóng gói dạ. vào thu gom ra dạ, gửi. Dạ. Ủa vậy là nói chung là nhiều chú Tiến ơi. Đây chị giới thiệu rồi nhiều này cho khán giả chú biết. Dạ. Ủa mấy cái này là gì chị? Cái này là thứ nhất là bệnh đau dạ dày đấy em. Dạ. Đấy. Ví dụ là bác nào không may bị đau dạ dày là viêm loét này hoặc là bị trào ngược là vi khuẩn HP, nói chung là về dạ dày. Ủa, có cả trĩ rồi, có phải ruột kìa. Thì là mình sẽ uống cái này, liệu trình đây là 6 gói thuốc bột. 6 gói. Dùng trong 1 tháng là bệnh nặng đến mấy nó sẽ thuyên giảm là vào khoảng. Đấy, rất là dạ dày quả. Đúng không? Đúng em rồi. Em kiểu em ăn mà nó hay giống kiểu là hay ngược, trào ngược. Trào ngược này nó hay nóng rát lên cổ đấy là nó đã đẩy cái chất dạ dày. Được rồi em. Để cho vài bọc. Được. Nó hay bị trào ngược á. Đúng rồi. Hoặc là nếu mà bác nào bị vừa bị dạ dày mà bị cả đường ruột hay ăn trái thức ăn hay bị đau bụng và sống phân đấy. Dạ, thì nhà dạ. chị sẽ cho kết hợp cả dạng cao. Dạ dạ. Nếu mà bị dạ dày không á, HP hoặc là bị trào ngược không thì mình dùng dạng bột thôi. Dạ, nhưng mà dạ. bị phân lỏng phân nát thì nhà chị sẽ kèm thêm cao uống là để hiệu quả 10 người uống cả 10 khỏi luôn này. Dạ dạ. Đấy, kết hợp này. Và nói chung là loại nào cũng có đúng không? Có nhiều chị em. Đây. Với cái bệnh này là bệnh trĩ này. Dạ.
bệnh trĩ nội trĩ ngoại này đều có, nó dạ. ngứa rát hậu môn hoặc nó chảy máu tươi á, hoặc nó lồi cái búi trĩ ra hậu môn á, thì có thể đây liệu trình dùng là ba gói cao như thế này này, dạ. hai gói thông viên dùng trong một tháng. Thế là uống dần dần thì cái búi trĩ và là những cái sản phẩm này là chỉ là xài luôn đấy đúng không? Đúng rồi, cái này là xài trực tiếp luôn, chị sẽ đấu thành cái sản phẩm thằng cao rồi với cả cái dạng viên này thì uống trực tiếp. Dạ dạ. Rất là tốt. Ồ, đủ ngoài, loại luôn ha. Ngoài ra đấy còn có cả dạng xoang này. Nếu không may bác nào bị cháy nắng dở dời như ở trong Nam không biết nha, thời tiết nên thấy hay khắc người Bắc này. Vẫn bị đấy chị. Có nghĩa là trong miền Nam em thấy nhiều người bị viêm xoang lắm á. Dạ, chứ không phải là cứ khí hậu lạnh giống người miền Bắc này là viêm xoang đâu. Miền Bắc thì cái bệnh xoang rất là nhiều. Dạ dạ. Lần trước em có xin em ra mà em có xin thuốc viêm xoang này về cho bạn em chị nhớ không? Có. Hỏi đấy giờ đâu uống nó đâu. Chưa uống hết rồi nó khỏi rồi. Thế thì mừng cho bạn. Dạ dạ. À đây. Chú Tiến này, cái này là ví dụ như ai mà bị xoang dị ứng hoặc là bị nó hắt xì hơi nhiều mà chảy dịch mũi á, thì chỉ cần dùng cái này thôi, hai gói với 5 lọ xịt như thế này là liệu trình dùng trong 1 tháng là khỏi. À dạ dạ. Đấy. Nhưng mà nếu trường hợp mà bác nào bị nặng ấy, nặng thì bị viêm đa xoang mà đau đầu nhiều á, thì nhà chị sẽ cho kết hợp cả dạng đun với dạng viên với dạng xịt. Kết hợp 3 loại vào hầu như bệnh nặng đến mấy nó. Vậy là nói chung là có cả loại sắc này, loại viên này, có cả loại xịt luôn. Đúng rồi. Đấy. Ủa cái này là giống như thế là những cái thúng này này chị. Còn nhiều đây, những cái bệnh này nhiều khi cái bác lớn tuổi ấy, những cái bệnh này rất là quan trọng này. Nhiều khi những cái bác lớn tuổi này kiểu hay ngại không muốn chia sẻ ấy. Cái này là em biết gì không? Em nhìn thấy cái chữ là tráng dương. Đấy, nhiều khi là mấy cái anh lớn tuổi là bị những bệnh này là chưa đi chợ hết tiền đấy. Nhưng mà mấy cái mà sao bữa này nó tiện dữ vậy hả chị, cho em xem ngại là không muốn hỏi, không muốn ngại, không muốn gọi đến điện nhà thuốc đấy. Không, nhưng mà bữa nay nhìn nó tiện ha. Vâng, nhưng mà bây giờ thế này qua chị cũng giới thiệu với khán giả cho biết là cũng không nên ngại các bác, nếu mà bị bệnh này thì không nên ngại, cứ chia sẻ thật với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ tìm một cái phương hướng tốt nhất để mình chữa trị càng sớm càng tốt. Nói chung là không nên ngại. Mình có bệnh thì mình cứ tìm mọi cách, tìm cách để điều trị chứ đừng có giấu. Đúng rồi, đúng đấy, có số điện thoại đây. Dạ, dạ. Đây là số chị Hà là 0989213662. Cái số của bà là 0388322571, tất cả đều có trong cái này. Dạ, nói chung là tất cả đều có trên những cái hướng dẫn sử dụng chị, này. Có thể chị gọi để tư vấn hoặc bà hoặc là cậu Dũng. Dạ, dạ, Dũng dạ. rất là giỏi về chuyên môn. Thì nói chung là các bác đừng có ngại nha, nếu mà các bác mà cần cái này thì cứ liên hệ với nhà thuốc nha. Nhưng mà giờ em sẽ giấu 2 miếng này vào túi. Có còn những cái này là mình mang đi hay sao chị? À đúng rồi, những cái này là nhà chị, tí nữa là chị cậu Dũng sẽ đóng gói như thế này để bưu điện vào đấy. Có nghĩa là mỗi một thúng như vậy là thúng một này là một cái liệu trình rồi, đúng rồi đây. Cái này là bệnh rất là nhiều. Cái này là ngày nào đơn thuốc rất nhiều này. Nhiều này nhất cái này là đau nhức xương khớp thoái hóa. Cái này nó giống như bạn Trang này. Dạ, đau dạ. như thế. À. Nhưng mà đơn thuốc này, cái bệnh xương khớp là nhiều nhất này. Ủa nhưng mà sao em thấy viêm xoang nó cũng nhiều thứ vậy này? Cũng rất là nhiều. Đây có viên này, có viên đấy chị nói này đúng không? Đúng rồi, cái này là xịt. Cái thuốc này thì là liệu trình là 15 gói thuốc đun với 3 gói thuốc cao đây này, thì đủ một liệu trình trong 1 tháng. Bạn là nếu mà bác nào bị như kiểu là đau khớp hoặc là bị sưng các khớp, bị viêm ấy, hoặc là bị thừa axit uric nhiều đấy em. Dạ dạ. Thế nhà chị sẽ cho thêm cả 3 cái cao gút. Cái này là xương khớp này. Như cái bác này trong Vũng Tàu á, bác đặt thì là nó ở Vũng Tàu á? Đúng rồi. Ồ vậy là tính là khắp nơi ấy ha. Này thì nó là xương khớp. Dạ dạ. Cái này cao bách thảo là nhiều cái rễ cây mình nấu thành cao này. Cái này là chữa xương khớp, mà bác nào bị thừa axit uric dư thì chị cho dạng gút để đào thải. Dạ dạ. Đấy, với cả cái xoa bóp này dùng trong 1 tháng nên là sẽ cải thiện bệnh rất là nhiều. Không, nhưng mà em khoái cái bóp em nha. Nhức vai, nhức mình, nhức mẩy mà bóp một cái là hết liền luôn rồi. Còn cái này là viêm xoang hả chị? Cái này là viêm xoang. Đấy, nhưng nãy chị giới thiệu với chú là bác nào bị viêm đa xoang đấy có thể phải dùng cả đủ liệu trình, cả uống cả viên, cả sắc, cả xịt là sẽ khỏi nhanh nhất. Dạ dạ. Nặng bệnh nặng lên mấy sẽ thuyên giảm và khỏi. Đây là dạng tiêu u. Sốt tiêu u này rất là nhiều bệnh nhân bây giờ hay bị cái này lắm. U là sao em chưa hiểu cái này ta? Cái này là ví dụ u hạch, u tuyến giáp hay là u biếu bên trong người. Mọc các u hạch đấy em. Dạ dạ dạ, rồi em hiểu đấy. Đấy. Là như phụ nữ là bị u xơ, u nang, tử cung đấy. À. Đấy, như là mình uống cái này nó sẽ teo hết.
nó dạ, không dạ. bị nếu mà còn bác nào không bị may đó thì bị thì mình càng chữa sớm để nó teo đi, nó không may nó bị biến chứng. Dạ dạ dạ. U lành tính nhưng mà để lâu mình không chữa trị dần là nó sẽ biến chứng này, u ác tính thì nó khó chữa dạ, trị hơn. Dạ. Còn cái này thì là ngứa. Ngứa hả? Ngứa nổi mề đay hoặc là ngứa dị ứng mình hoặc là bị viêm da cơ địa đấy, nói chung là ngứa ghẻ lở khác lào thì mình dùng uống với dạng viên với bôi là đã hết. Dạ dạ. Tiền đình này, cái này là tiền đình. Cái này là đau đầu tiền đình, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn đấy. Máu không lưu thông lên não đều là hay cái bị có cái tình trạng là chóng mặt, buồn nôn thì liệu trình mình cứ dùng hết 15 gói thuốc đun với 2 gói thuốc viên là bệnh nhân sẽ khỏi. Dạ dạ. Em thấy đủ thứ à? Cái này đủ là đủ nhiều lắm em. Cái này là xoài thận này. Xoài thận. Tán các, sỏi. Tán sỏi, các loại sỏi trong nội tạng, ví dụ như sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang, sỏi gan. Các loại sỏi mình uống cho nó tiêu đi, đúng tiêu đi đúng rồi. Dạ, dạ. Cái này là liệu trình 15 gói thuốc đun với 2 gói thuốc viên để nó thanh lọc cơ thể. Dạ. Nhiều bác mà đi tán sỏi đi mổ nhưng mà mình không uống thuốc nó vẫn kết sỏi lại. Nhưng mà dùng thuốc nam này nó thanh lọc hết, là nó vào hết là nó không kết sỏi lại. Giống kiểu nó tan ra đúng không chị? Đúng rồi. Thì nó kết có sỏi. Cả tiểu đường này. Cái này là tiểu đường. Tiểu đường thì liệu trình này cũng 15 gói thuốc đun hoặc là có những bác là cái này nó lại nhiều dạng cả dạng cao nữa. Dạ dạ. Thì có người có bác này lại thích dùng dạng cao với viên với thuốc một rễ cây đun, có người thì dùng. Dạ. Cái bác này cũng ở trong miền Nam thì dùng là liệu trình. Có phải là em tính là thấy là có cả dạ dày này, rồi bên này là chi dạ. đường ruột này. Đúng rồi. Này ho này. Dạ dày. Gan nữa này. Có phải dạ là dày cái... nó có nhiều dạ. dạng, cả dạng bột với cả dạng đun cũng có, đường ruột cũng thế. Đây cũng dùng cả bác này thì bác lớn tuổi bác hay dùng là dạng đun với cái này gửi cao. Đi đâu ấy chị? Cái này tất cả bệnh nhân ở trong Sài Gòn hết. Ồ, trong Sài Gòn à? À. Ừ, Vũng Tàu đấy. Cả trong đây cũng có. Cái này là ho này. Ho. Thời tiết ngày Bắc này là hay bị khắc nghiệt, không biết là trong Nam. Em thấy có nhiều thuốc hay quá hay. Bây giờ thôi để em xin phép cho cái số điện thoại, chị đọc lại cái số điện thoại đi. Em chia sẻ lên, nếu ai cần thì người ta liên hệ gia đình để người ta tư vấn hay là người ta bốc thuốc chứ. Thuốc em thấy nhiều người bị những cái bệnh này lắm ạ. Đấy nha, chị vẫn có duy nhất có hai số này thôi mà. Đây là chị Hà, đây là bà, số của bà này. Dạ. 0388322571. Dạ dạ. Là của bà với của chị là 0989213662. Dạ dạ. Đấy, gia đình có duy nhất hai số này. Dạ. Thì không may là bác nào có bị đau như thế nào thì cứ mạnh dạn alo nhà thuốc. Dạ, gặp dạ, chị, dạ. Nhất là chị Hà hoặc là bà, hoặc là bà làm việc nhiều khi bà làm việc quá sức mệt mỏi thì bà nghỉ thì cậu Dũng tư vấn. Dạ dạ dạ. À, em thấy có nhiều cái thuốc mà những cái người mà em đi em gặp đó người ta bị á thì tiện thể chia sẻ lên xem ai cần thì bắt đầu người ta có thể liên hệ đấy, người ta là... tìm người ta mua. Ho nhiều người này. Họ không biết là mua cái này ở đâu luôn đấy chị. Đấy, còn này cái đây là thuốc gan này. Thuốc gan này, sơ gan cổ trướng hay là viêm gan B C đấy. Dạ dạ. Vàng mắt, vàng mắt, vàng da thì mình cứ dùng loại này để nó đào thải độc tố trong gan và phục hồi chức năng gan rất là tốt. Dạ, dạ, đây liệu trình là cũng 15 gói thuốc đun với 3 gói cao dùng trong 1 tháng. Dạ, dạ. Thế là bệnh nhân sẽ được cái gan rất là khỏe. Dạ, dạ. Đào thải độc. Ồ, đúng tốt. Đúng những cái bài thuốc mà thực sự là em đi em những cái bệnh những cái người mà em quay á hầu như gặp những cái bệnh này không à. Cho nên là nhiều khi họ không biết để họ mua ấy, cho nên là tiện thể thì nhiều khi người ta có liên hệ người ta xin số thì em đọc luôn trên đây cho họ biết họ tới họ mua họ liên hệ mày bác mua. Nào có bị thì chú cứ chia sẻ lên, ai cần bệnh thì cứ alo lên nhà chị sẽ tư vấn bệnh như thế nào, nhà chị sẽ bốc thuốc và gửi cho các bác uống là đều khỏi mà. Dạ dạ dạ. Thế cả cái này này cũng rất là nhiều các bác bệnh người trung tuổi lớn tuổi hay bị này. Dạ. Cái này là một phần do ăn uống này với hoặc là môi trường nó cũng hay bị. Dạ. Là bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Dạ dạ. Cái này thì cũng rất là nguy hiểm, cho nên là bác nào không may bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ thì mình uống cho nó đào thải nó độc tố đào thải bớt cái mỡ xấu trong gan trong máu ấy. Dạ. Thì nó chống cái xơ vữa động mạch. Không may nó bị đột quỵ thì nó cũng khó có sữa. Dạ. Cứ dạ. càng uống sớm thì càng tốt. Dạ. Cái này tiêu mỡ là... trong máu trong gan đấy. Dạ. À. Còn đây là thuốc thận này. Thận đau ngang lưng này, hoặc là yếu nữa thôi, thận đã yếu rồi, nó yếu các cơ quan nó sẽ yếu. Dạ, dạ. Cứ bổ thận này nó sẽ bổ các... thận là sẽ trắng rương đúng không? Đúng rồi. Nhiều người là khỏe, thận khỏe là nó khỏe hết. Dạ. Một người khỏe đau hay lưng, vui. Đau gối, đau lưng, thận yếu nó cũng đau lưng đấy. Dạ. À, đi tiểu rát tiểu buốt. Dạ dạ dạ. Nói chung là thận yếu nó sinh ra nhiều bệnh. Dạ dạ. Còn cái này là thuốc mất ngủ này.
Ồ, mất ngủ luôn hả? Nhiều bác hay bị, kể cả cái này thì nó này, nhiều khi những cái bạn nhỏ tuổi cũng bị mất ngủ, như kiểu người ta áp lực công việc hay là bị stress nhiều. Đấy đấy. Đấy thì là mình cứ dùng cái loại. Nói chung là giờ những cái bệnh này nhiều khi không phải là những người lớn tuổi mới bị đâu. Rối loạn lo âu mà. Thế là mình cứ uống này cũng bị giúp mình được cái giấc ngủ sâu. Ngủ thì đêm đến sáng là dậy, chắc chắn là con người đã khỏe mạnh. Đầu óc sẽ minh mẫn. Thế là nó hết bệnh. Thuốc đấy là của con đúng không cô? Đó. Xong xong chưa cô? Xong rồi. Dạ xong rồi, cô cột trong đó là xong rồi. Trời ơi, thấy cô đây, chị Hà cho vào. Thấy cô không nghỉ trưa cô làm mà luôn cho đây cho là con à. Hôm sau anh ở xa. Dạ. Mà đi là chụp của máy bay. Dạ. Thế còn cái thuốc của những người cô gửi đi thì rồi không đi. Bắt lúc này thì tí nữa cô bốc được. Dạ dạ. Cháu đi máy thấy bay. Con ra cái cô bốc cho con liền luôn, mừng quá. Bốc cho anh đây để kịp thời gian để về. Là cái này là mình 15 gói hả cơ? Vâng, 15 gói. Cái này đủ liệu trình em ạ. Dạ, đủ liệu trình. Dạ. Đây là mẹ của chị uống chung được đúng không chị? Nếu mà bác có bị đau xương khớp thì uống kèm được em ạ. Hai mẹ con uống chung được đúng không? Hai mẹ con này đều đau xương khớp thì uống chung được. Dạ dạ. Nhưng mà nếu là bệnh khác thì lại một loại thuốc khác. Dạ dạ. Cứ đau xương khớp này đúng cũng kèm được. Tại vì là mỗi một loại bệnh là một loại thuốc nó điều trị khác nhau. Dạ dạ. Tại hôm em hỏi là mẹ chồng của chị cũng bị. À thế à. Dạ. Ba miếng cao cũng khổ thật, mới cưới được con dâu về mà cũng con dâu lại bệnh nữa. con dâu hơi lớn tuổi. Con dâu hơi lớn tuổi xíu. Là xinh gái. Là xinh gái đúng không bà? Cô thấy xinh lắm. Cô thấy xinh hả? Dạ. Thế bù lại được xinh gái là được rồi. Dạ. Không, nói chung là lấy được con dâu như vậy là về gia đình mừng dữ lắm ạ. Đúng rồi. Ông bà bị bệnh nhưng mà giờ thấy khỏe lên luôn á. Quá mừng rồi. Rồi xong rồi em. Dạ dạ. Cái này chắc là cái chay đấy là ngâm rượu đúng không chị? Cái này là ngâm rượu xoa bóp em ạ. Dạ. Để chị hướng dẫn cho em về em bảo bà em bạn Trang bạn ấy sử dụng em nhé. Dạ dạ dạ. Có về lại cái này có hướng dẫn sử dụng rất là cụ thể rồi nhưng mà chị cứ giới thiệu thêm cho em kỹ càng hơn. Dạ dạ. Cái này này mỗi một gói này về em bảo em Trang là rửa qua đi xong là mình cho nước nó ngập thuốc trong khoảng 2 lít nước hay là đun sôi khoảng 3 đến 5 phút là mình uống trong ngày. Cái này phải uống 2 ngày nó mới tận dụng hết chất thuốc. Thế này thì mấy chục vị thuốc này mới bốc thành một thằng một thằng cái là một cái bọc như vậy là mình uống phải 2 ngày đúng không? Đúng rồi, 2 ngày này mới tận dụng hết chứ còn cho nên 15 bịch nó mới thành ra là 1 tháng. Đúng rồi. Đấy, đấy là dạng sắc, còn đây là đối với là cái này là dạng cao chứ. Cái này cao bách thảo là 100 loài thảo dược nấu cô đặc thành cao đấy. Nấu một cái này chắc là lâu lắm rồi chị ạ. Lâu lắm nhỉ. Cái này mỗi một lần cho cắt một miếng bằng đốt ngón tay này nhé. Một là mình vê tròn nuốt vào bụng luôn cũng được. Mà hai thì mình pha ra nước uống. Nước nó tan ra uống cũng được. Cũng nhiều cách sử dụng. Nói chung là hôm nào mà đi công chuyện thì cầm theo cái kia. Cầm theo cái cô đặc đấy đúng không? Còn nếu mà ở nhà thì nấu cái này uống. Và bắt đầu là lúc uống cái này 3 gói thì uống trong vòng 30 ngày. Thế là mỗi một gói là uống 10 ngày. Còn đấy cái này là thuốc chay xoa bóp. Cái này mình về đổ rượu trắng vào. Khoảng độ 24 tiếng sau thì là mình cứ xoa bóp đều và như kiểu em bà bị đau gối này, đau lưng, cổ vai gáy đấy. Lát cho em xin thêm chai được không? Được em. Thế là em cứ bảo bạn ấy là cứ xoa bóp đều vào. Đấy, thế là kết hợp uống cả ba thứ này thì có mà khỏi hết bệnh nặng đến mấy nó cũng sẽ thiên giảm và khỏi. Rồi em cảm ơn. Rồi thôi vậy để em gửi tiền cho chị. Đây cho. chị dặn lại này, cái này là chị có đây nhé, có địa chỉ đây là hình ảnh của bà với địa chỉ nhà thuốc với số điện thoại đây. Cái này là rất là cụ thể rồi. Cái này hướng dẫn sử dụng rất cụ thể nhưng mà chị cho thêm cái số điện thoại đây. Nếu mà ai không biết thì có thể liên hệ với cái số điện thoại của chị Hà. Đấy của cô Lan. Tức là bạn ấy không hiểu về cách sử dụng hay là thì cứ alo số này chị em nhé. Đây là 0388 này 322571 là số của bà. Với số này 0989 này 213
662 là số chị Hà. Dạ dạ, thì đấy, nếu mà ai mà không hiểu ấy thì gọi điện rồi, trực tiếp rồi, thì tư vấn cho dễ. Tư vấn là còn gặp chị trực tiếp hoặc gặp bà, không thì gặp cậu Dũng. Dạ dạ dạ. Cũng tư vấn và chuyên môn sâu hơn. Dạ dạ dạ. Thì cho các bác dùng cho nó là có hướng dẫn sẵn rồi, nhưng mà nếu mà ai không hiểu thì có thể liên hệ thêm để được tư vấn kỹ hơn, hoặc là ví dụ như thế là mua thuốc trực tiếp hoặc là được nhà thuốc tư vấn trực tiếp luôn. Đúng rồi em. Dạ dạ. Như thế là à, vậy thôi để em xin phép em gửi tiền ha. Cô có để con gửi tiền đấy này, hết bao nhiêu con gửi tiền cô? Thôi anh Tiến này, thì tiền nong thì không biết là bao nhiêu đâu đủ. Thật sự cô nói thật, lâu lắm rồi anh mới ra đến đây thì anh cũng có dịp để giúp đỡ những cái gia đình điều kiện khó khăn. Yeah. Thế bây giờ ra đến đây thì cô Lan cũng không biết là lấy gì để cùng chia sẻ với mấy gia đình cái nhà cô Trang đấy. Yeah. Cô dâu mới đấy được, mới là anh được thì thôi anh đã có lòng, anh đã có lòng giúp thì cũng cho cô một đi một like của nhà thuốc để cô cũng giúp cho cái chị Trang, cái vợ chồng chị Trang là vợ chồng mới, để cho chị mau mạnh khỏe để gia đình phấn khởi. Dạ. Mới cưới được con dâu về là con dâu rồi. Đặt đau không thương cái gì chán quá. chắc là theo anh nghĩ là có chồng mới nên nó hớm quá. Về chưa làm được cái gì lại đau bệnh. Chưa làm cái gì lại đau lưng. Nhưng mà lần nào con ra cô cũng gửi thuốc tặng về con cũng ngại. Dạ. Anh đã mất mấy triệu từ ở trong miền Nam ra đến đây rồi thì của cô thì của là một lưu một like, cô cũng cho cô để góp một tí tình cảm để chia sẻ với gia đình trong cái điều kiện khó khăn thôi. Thôi em Tiến ạ, yeah. Nhìn cái hoàn cảnh hai bạn ấy cũng rất là khó khăn. Yeah. Thật sự mình cũng thấy tội quá. Yeah. Thôi mẹ chị đã bảo tặng cho em về cho hai yeah. em Trang thì em yeah. cũng vui lòng em nhận đi. Yeah, yeah. Về thứ nhất là cho em ấy uống khỏi, cho bà uống khỏi thì yeah. nói chung là con dâu mới cưới về mà mệt đấy, nhiều khi cha mẹ chồng cũng buồn. Trong khi đó là cả gia đình bán vé số. Chung là nhìn cái hoàn cảnh họ cũng tội nghiệp quá. Yeah, yeah, yeah. Thôi mình cứ giúp cho các cô bác ấy khỏi thì là gia đình mừng rồi. Bây giờ 50 tuổi mới lên xe hoa. Dạ, hiếm có à cô à? Hiếm có. Thôi vậy thì con cũng thay mặt chị Trang với anh Trường, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến cô và chị. Dạ, đã tặng cái thuốc này cho chị Trang với anh Trường. Thì con cũng chúc cho cô với chị với gia đình có nhiều sức khỏe, cũng như có nhiều cái loại bài thuốc hay để cho phục vụ cho bà con. Ví dụ như ai muốn mà có bệnh gì hay là có cần thuốc gì thì cứ liên hệ với cô với mấy chị ha. Vâng. Dạ, thì con cũng xin phép là con về con để cái số điện thoại của cô lên video ha. À, vâng. Thì để nếu mà có ai như người ta biết thì người ta có thể liên hệ trực tiếp với gia đình. Vâng, vâng. Tại nhiều khi họ hỏi mà con bận quá con không trả lời được. Xong bắt đầu là thôi con để lên video đấy, ai muốn gọi thì gọi. Vâng, vâng. Dạ, người ta cần nhiều á, người ta gọi. Dạ. Vâng. Dạ. Vậy thôi, một lần nữa con cũng cảm ơn cô với chị ha. Vâng, con cũng xin phép cô mấy chị con đi về. Vâng. Đến dịp sau có ai con ra con xin tiếp. Vâng, thế nhá, chúc em thuận lợi bình an nhá. Dạ, dạ, rồi, chào rồi, chị nhá. Dạ, thôi con chào bà nhá. Chào Tiến thuận lợi bình an nhá. Về dạ. cho cô dâu mới uống thuốc mau. Dạ, 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 dạ. Hy vọng là trong thời gian tới chị em mà có em bé mới rồi, con có em bé thì con ra con chia sẻ với cô ha. Hy vọng là giờ này tháng sau là em mới khỏi bệnh, vậy điện là gọi điện cho chị báo là khỏi bệnh rồi là gia đình chị nhiều mừng. Em nghĩ rồi. Là chắc là tháng sau là có tin vui á. Ừ. Thôi vậy thì con cảm ơn cô với chị đã giúp đỡ cho con thuốc nha. Con xin phép con cũng đi về để cho kịp chuyến bay. Dạ. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Rồi ra quý hóa các lại được tặng cả thuốc mang về đấy. Thôi con đi cô. Ủa à mà quên, nãy con có xin cái thuốc mà bao tử ấy cô. À dạ dạ dạ. Quên, xém quên. Đây mời em đây. Dạ dạ, chị bỏ giúp vào đây giùm em ấy. Đấy, chị bảo em Tiến này về với một gói này uống 5 ngày em nhé. Dạ dạ. Một lần em lấy một cái thìa mình ăn cơm ấy, mình xúc một thìa lên mình pha tầm này. Từng này nó phải thêm hơn được, thêm một tí này. Dạ dạ. Thế là em quấy đều lên. Dạ dạ. Mật ong xuống. Đều em uống. Là có cái pha với nước ấm đúng không chị? Nước ấm nóng. Dạ mấy cả. Uống mà thổi là tốt nhất. Dạ dạ. Đâu là sẽ dịu lên đấy. Dạ dạ rồi. Thôi cái này để em cái này tặng rồi, còn cái này để em gửi tiền đi. Anh Tiến à, tôi anh đã có lòng để đi làm thuốc giúp cho những mảnh đời nghe những người khó khăn thì thôi thì cô cũng gọi là một ly một like cô cũng giúp cho anh để. Trời ơi, cái gì cô cũng tặng cái này. Không,
Thôi lần đầu tiên anh ra đây có cứ cho cô gửi được cái tình cảm cho anh không? Dạ, dạ, dạ. Nếu vậy thì con gửi lại cảm ơn cô với cảm ơn chị nha. Ừ. Trời ơi, lần nào ra cũng cứ tặng cái này là cũng ngại. Được rồi, mẹ chị đã nói thì em cũng vui lòng em nhận. Dạ, dạ. Thôi vậy con cũng xin phép. À, có cần cái bịch nữa không em nhỉ? Dạ, thôi để em xách cho em tí, em bỏ trong cái ba lô, cái túi riêng của em bỏ riêng ra. À, dạ. Mình đi máy bay. Dạ, dạ, dạ. Thôi con cảm ơn cô với cảm ơn chị nha. Thôi em cũng xin phép em về. Chúc anh dạ. Thương lộ bình an. Dạ, dạ, con chào cô nha. Dạ. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip sau.